Sáng ngày 22 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, gồm bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tân Hoàng Minh và 14 bị can khác. Theo cáo trạng, do gặp khó khăn về tài chính, từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai là Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị can đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty Ngôi Sao Việt, Soli, Cung Điện Mùa Đông phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tân Hoàng Minh. Quá trình đó, ông Đỗ Anh Dũng đại diện theo pháp luật Tân Hoàng Minh là người điều hành, chỉ đạo, quyết định cao nhất đối với các hoạt động kinh tế tại Tân Hoàng Minh và hệ thống các công ty thuộc Tân Hoàng Minh đã chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt, phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, tìm nguồn vốn để duy trì hoạt động kinh doanh, đầu tư của tập đoàn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn. Ông Dũng đồng ý phê duyệt cho triển khai thực hiện lựa chọn các công ty con phát hành, giá trị dự kiến phát hành, tài sản đảm bảo, lãi suất, thành lập trung tâm kinh doanh trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh và giao cho con trai chỉ đạo điều hành việc bán trái phiếu. Ông Dũng cũng ủy quyền cho Lê Văn Thịnh, phó tổng giám đốc và 21 cá nhân tại Tân Hoàng Minh ký hợp đồng thủ tục bán trái phiếu, huy động tiền của người mua trái phiếu. Sau đó, sử dụng số tiền thu được từ bán trái phiếu vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với phương án phát hành trái phiếu. Chiếm đoạt của 6.630 bị hại số tiền là 8.600 tỷ đồng thông qua phát hành 9 gói trái phiếu,